một hai ba trời ơi nẹt vô vỗ tay. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Bảy Vlog. Hello bạn ha. Hôm nay mấy anh em mình sẽ quay về tuổi thơ nha các bạn. Mấy anh em mình sẽ đi hái sắn các bạn ơi. Hái sắn là một tô sắn lắc muối ớt nha các bạn. Cây sắn này là bây giờ mình nói cây sắn là chưa chắc gì nó biết nữa nha các bạn. Anh em mình ngày xưa thì thường hay ăn lắm. Còn bây giờ thì nói cây sắn nó không biết cái gì vậy các bạn. Rồi hôm nay mấy anh em mình phát hiện được cây sắn ở đằng sau cái nhà của Tư nha các bạn. Rồi mấy anh em mình quyết định leo lên cây sắn làm món sắn lắc muối ớt các bạn. Rồi mấy anh em mình đi hái các bạn ơi. Hả? Chua cay gì không hay là cay? Cay. Chua cay gì? Ừ. Lắc muối ớt, lắc. Lắc chua cay. Chục trái ớt. Chục trái ớt. Ừ. Ừ. Làm chén muối chục trái ớt các bạn. Thằng là đó luôn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn coi. Anh Tư ăn rất là dở nhưng mà anh Tư rất là phái làm ớt nhiều luôn. Ừ. Rồi bữa nay cho anh Tư ăn thử cho ha. Rồi đi. Mời các bạn theo chân mình các bạn. Chào các bạn. Đây sắn mấy anh em mình hái nãy bẻ nguyên nhánh rồi hái xuống bỏ vô gỗ nha các bạn. Đây, sắn nè bạn ơi. Rất là nhiều nè. Chắc chắc vô km đưa sắn chắc vô. Đó, theo sắn các bạn, nguyên gỗ luôn nha các bạn. Nguyên gỗ sắn luôn. Anh em mình bẻ nhánh xuống. Rung. Rồi đây chén muối ớt thằng thánh nha các bạn. Muối ớt thằng thánh luôn. Thánh thằng chén muối ớt này dữ lắm ớt rồi. Muối rất là ít, ớt không các bạn. Thằng thánh mà nó lộn nó chua cay. Thằng thánh nó chua cay. Rồi giờ mấy anh em mình trộn lên các bạn. Đầu bếp. Lắc luôn á. Lắc luôn. Dữ ha. Chế biến đi món ớt. Trộn đây. Rồi ổ lộn thằng thánh. Không gầy đầu bếp với anh Tư rồi đi làm bữa nay rảnh các bạn. Rảnh rồi xe đầu bếp ra tay làm quá nhiều luôn rồi. Để hết luôn gì. Sắn lắc muối ớt các bạn. Hết luôn. Nồng không? Chửi miếng. Chửi miếng. Quá nghe ngon. Trời ớt đỏ. Cây sắn này giờ cũng nói chung là hiếm đó. Hiếm đó nha các bạn. Người ta chặt chứ. Ít có thấy nha các bạn. Ngày xưa thì rất là nhiều luôn. Giờ mấy đứa nít giờ nói sắn là nó không biết cái sắn là cái gì rồi, luôn các bạn. Đi. Lắc chứ. Để lắc. Gỗ là lắc á. Sắn lắc rồi có phải lắc trộn đâu mà trộn. Lắc rồi mọi người một muỗng thưởng thức nha các bạn. Lộn luôn, lộn luôn. Lộn luôn chắc nhịn luôn á. Trời ơi trời. Đó, lên đó. Ừ. Rồi ớt lên kìa. Trời ớt trời nước kìa. Cái này nó nghe nó cay. Ớt vô mắt cái chết. Cái gì? Ớt văng ra nè. Ớt kìa. Ớt văng ra nè. Sao cay vậy? Bốc mùi vậy? Ủa chắc lại. Đó, đó kìa các bạn ơi. Các bạn nhớ ủng hộ nha các bạn. Vô nãy giờ mấy anh em mình nó trộn nó đều các bạn. Lắc, lắc bây giờ đều lên ớt rồi ớt cho ớt muối ra muối dính tùm lum hết trơn các bạn ơi. Quá giờ thèm mà mình thưởng thức trước nha các bạn. Nó chỉ vậy trời. Mình nghiện miêu trước các bạn. Mời các bạn nha. Muỗng sắn lắc muối ớt siêu cay khổng lồ. Khổng lồ nó chịu à. Nhanh đi chịu hết rồi. Ủa em ăn nước hả? Cơm luôn. Nước hộ luôn hả? Ừ. Nào. Nó chắc chát mà nó ngọt ngọt, nó cay cay ngon quá các bạn ơi. Tuổi thơ lắm mới biết á. Quay về tuổi thơ các bạn ơi. Ngày trưa mình mới ăn nhiều vớ vẩn tay ăn các bạn. Vô cái này. Vô. Thử, đây, thử mình thử cho các bạn. Anh Tư kìa, Tư dưới đi. Thôi, Tư dưới đi. Ngọt chát chát nha các bạn. Nó thì quá trời cay luôn rồi. Ớt quá trời cay à. Nó ngon mà. Cay các bạn ơi. Cay quá à. Tôi nó dở lắm các bạn. Rất là dở. Mà chịu chơi lắm nha các bạn. Tôi đồng ý thử coi. Không có phân biệt già trẻ gì các bạn. Quan trọng mình sống cho nó tâm mình nó thoải mái là được đúng không? Mình mời các bạn luôn nha. Nút học được, muốn nhảy học được. Ngon nút ngon. Mà quá cay à. Đúng cay rồi. Nó ăn cay mà chịu nổi mình ăn bếp lặn à. Trong đây đầu bếp lặn cay giỏi nhất nha các bạn. Đúng rồi. Mà là chịu không nổi luôn đó. Cay mà rất là ngon. Đúng không luôn. Dạ không vậy. Cay quá trời. Khóc quá vậy. Rồi ngon các bạn ơi. Vẫn cố gắng ngon thiệt. Nhưng mà rất là cay. Mình cố gắng. Mời các bạn. Ai ai bỏ cuộc chút là thua nha các bạn. Đúng rồi. Hình phạt là gì đây? Hình phạt hả? Bái xong. Cái gì? Hình phạt là gì giờ ta? Ai thua thì chung 5.000. Ừ. Vậy đi, mình chơi gì vậy đi. Ai thua chung 5.000. Ai bỏ cuộc trước phải không? Ai bỏ cuộc trước, thua 5.000. Thử thách ha. Sao?
ai bỏ cuộc trước nghe hết từ đây vô nhà luôn các bạn ơi. Gì nghe hết, nghe hết từ đây vô nhà, nghe gì nè, nghe gì nè, ờ nó nhảy thùng dầu, nghe hết, nghe hết, hết luôn vậy, hết hết thùng dầu là chỗ một không à, thằng nào thua đi dưỡng như tới cả đi chứ dưỡng, đi chứ dưỡng, ừ đi gì nè các mảnh đi á, không có đi, đi mày lùng xuống mới đẹp nha, nhau không có đi giống như tao mà không đi đó, đi không có đi mới đẹp, không phải gì đàng hoàng á, đi đàng hoàng phải gì. Quyết định gì hay gì? Quyết định gì đi? Quyết định gì nha? Ừ, đây vô tới nhà. Ừ. Thôi tới cây cao thôi. Khúc phải không? Khúc rồi. Cái cao biển muộn rồi. Ai thua mình sẽ quay cho các bạn coi luôn. Ờ, các đi, bạn. Đi đi gì sao? Hả? Đi dưỡng đi. Đi nhượng á, đi như nè. Bắt bắt nè. Đi nhượng là cái gì? Đi con dưỡng. Con dưỡng mà hôm nay em nói nhượng. Đi thứ anh Tư đi hổm. Ừ, giống anh Tư đi hổm bữa cay á. Đi đi ta. Rồi quyết định gì nha? Rồi. Rồi quyết định. 1 2 3 quyết định không? Quyết định. Rồi. Ai thua sẽ đi kiểu qua con dượng đây tới khoảng mười mấy mét nha các bạn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn coi luôn. Trời ơi, bạn ơi, dù mình các bạn thua luôn anh em mình nghe các bạn. Ừ, rồi, không phục, không phục. Thua thua cái gì nó giờ quên nữa. Hả? Thua đi con dượng đó. Thua thua cái gì á? Thua ăn cái gì làm cái gì thua á? Ăn ăn nổi hả? Ăn nổi nữa. Ừ, ai không nổi giơ tay đầu hàng. Rồi, xong phim. Phải muốn dung nha. Ừ. Dạ dạ đi là này 1 2 3 1 cái dưới dung hết à. Muốn nha. Ê, giữ cái muỗng tôi giữ. Giữ từ đầu rồi nè. Vô. Các bạn vô. Ngưỡng muỗng nha bạn. Ê. Ngưỡng muỗng à, ai ai bỏ cuộc chút là đi con dưỡng nha các bạn. Ừ, đi cứu dưỡng. Đi cứu dưỡng. Ừ, đi cứu dưỡng. Dưỡng gì? Dưỡng gừng. Rồi, vô. Ăn nè. Vô. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Thằng ơi trời, cái muỗng này các bạn ơi. Ôi. Một khối luôn hả anh Tư? Còn ai không biết đi cứu dưỡng để dạy cho. Đó, đúng đàng hoàng mới được. Cay mà ngon các bạn ơi. Cuộc chơi này khóc cái này là, cuộc chơi này bỏ cuộc cái vụ mà không phải là sẵn ăn không được mà con cái là bỏ dục của cuộc cái cay. Cay đúng rồi. Ăn rất là ngon. Ăn rất là ngon. Rồi, muỗng 2. Muỗng 2 ra với muỗng này. Trời ơi dính miếng ớt rồi. Múc đầy muỗng mời các bạn nè. Thánh thằng ơi trời. Cái muỗng mình đẩy quá dữ luôn các bạn ơi. Trời đâu. Muỗng này là muỗng của mình đoàn 2 muỗng của muỗng kia các bạn. Sao mình chọn cái muỗng này ngu thế? À, mấy anh em mình chơi cho vui không có cá cược tiền bạc nha, như cái kiểu múc kìa. À, múc ba trái à trời. Mình nè các bạn, mình chơi đàng hoàng các bạn ơi. Mình nào mình đàng hoàng nhất. Mình muỗng nào muỗng nấy nè. Quá dữ. Ăn muỗng 2 nha các bạn. Rồi muỗng 2 ơi. Muỗng 2 em lụm luôn rồi. Không. Vậy. Mà vẫn đánh chấm lãng mà. Vô muỗng 2 đi. Mời các bạn ơi vô đi. Muỗng 2 các bạn. Vô lại nè. Vô đi. Vô đi xong tới muỗng 3. Mình vô liên tục cái độ cay mình tăng lên quá các bạn ơi. Rồi muỗng 3 ha. Muỗng 3. Không mà làm gì đi lần nào thua bỏ cuộc chứ không có chui kìa. Muỗng bự ăn không hết. Không hết thì thua. Ừ, đúng rồi, không bắt thua. Cuộc chơi này phải khốc liệt rồi. Chỉ được đợi thời gian dài đâu được đâu. Trời luôn. Mình ăn chơi chỉ vui thôi chứ không ăn tính chắc các bạn. Không có ăn vàng, ăn vàng. Đúng ba hả? Không có ăn vàng, đưa ra đàng hoàng. Không có tính. Kê men vô. Bắt coi men này nè. Cái gì á? Múc đàng hoàng đi. Nãy giờ mình nãy giờ là muốn nào muốn lấy chì gì không nè. Kia kia không được rồi. Múc đàng hoàng đi anh ba. Thôi thua đi chứ. Thôi không thua. Vậy múc đàng hoàng đi. Ừ. Đợi nè. Múc lại nè. Ừ. Vô. Vô. Nè. Ừ. Gì vậy? Nó nổi bỏ ớt vô không mà. Vậy. Ba bị gì vậy? Đang quay mà. Không ai thấy gì. Nè. Thôi thua đi. Rồi. Rồi đừng luôn đừng luôn coi nè. Vô. Muốn sao được gì nghe coi. Vô các bạn. Wow, thứ ba các bạn ơi. Chưa. Mình dung quá các bạn ơi. Muỗng mình dung. Muỗng này nè. Ê, dữ hả? Muỗng cấp 2 rồi. Hai muỗng anh em mình luôn á. Bởi vậy. Ngu thế. Ngu người. Quái. Hết cay rồi. Đúng không? Hết cay á. Khóc luôn rồi. Hai hàng nước mắt ơi. Nước mắt chảy dài xuống luôn rồi nè. Rồi muỗng thứ 4. Sao gì gắt vậy trời. Ăn gì mới thua, bỏ mới thua. Muỗng thứ 4. Ăn nó mới tăng độ cay chứ. Ừ. Vô. Hà Dung rồi nha. Vô. Muỗng thứ 4. Vô. Mời các bạn nha. Ừ. Đại đi, nó hút nhiều không? Không có thua rồi. Trời ơi, cứ mũi chảy luôn các bạn ơi. Chảy luôn các bạn ơi. Rồi. Bố anh em mình sẽ tìm ra người thắng cuộc tiếp.
vô bố này mình thôi, có người bố cụ thôi, thôi đi đặng hai người đi người đi bên, hai người đi người đi bên chứ không không thôi đi thôi không. Tiếp tục các bạn ơi, tiếp tục anh em mình kiếm là vui nha các bạn. Bị gì nè, y chang gì luôn, đi người đi bên gì nè, đi gì nè, rồi chị đâu bên không đó thì vô nghe em tư rồi vô nè, lấy cái mũ này đi cho đều nè, thôi mình chạy bạn ơi, mình lấy mũ này đi. Ừ vô mấy bạn nha, mũ tư không có chưa, mũ tư không chưa, không biết đâu ăn chưa bố nè, mình mua mũ này luôn nha, mời các bạn nha, cái mỏ nó đẹp trai hết á, đẹp trai hết nè, vô một hai ba vô nè, mình nhả đàng hoàng cho mấy người nha. Đúng rồi. Rồi bữa thứ năm gì á, cái gì ăn cái gì lắp lên cái đầu, bữa thứ năm, bữa thứ năm cài dưới gì không, mình ăn liên tục vậy tăng cái độ cay lên. Mới mới thua được chứ vô, em hỏi giờ này tao ăn chứ ăn hết thì sao. Rồi bữa năm vô, vô một hai ba cái gì á, vô vô vô, mời các bạn nha, mời các bạn, các bạn chứ có chỗ. Anh em mình giờ cười dắt đen thì lì luôn á bạn. Quá ngon các bạn ơi. Giờ mình chơi tới sáng luôn á. Bớt buổi sao ăn một người hết là cậu kêu ai thua. Buổi sao, buổi sao chạy lên thằng không phang được. Nó đen dưới đi. Cái này mà nhát ma một cái thôi luôn. Mình nhát ma nè. Chạy lên vô chậm không có được nha, vô không có chưa được cho ba dây đi, không có ba dây gì nữa, không là ai thua đi mẹ, không thua được chứ. Vô chào các bạn nha, bạn nha, chọn cái hai người nha bạn. Ăn nhìn nó thèm mà cay quá mọi người ơi, ăn vài cục á. Mình nhá đàng hoàng luôn nha. Mũ thứ bảy không có đầu hàng gì chứ. Đúng không có nhìn ra chứ không còn mới thua. Thì các bạn ơi, mũi bảy thì các bạn ơi, các bạn thử trải nghiệm với mình nha các bạn, cái lưỡi mình giờ nó buốt rồi á, nó mất cảm giác rồi, mất cảm giác rồi nha các bạn. Mũi bảy không có, bây giờ con mới thua, không có thua đi. Ừ ơi, có ai cứu theo lưng đâu giờ kiếm cao nhân cứu ơi. Mũi bảy, bảy mời các bạn, anh bảy vlog mũi thứ bảy rồi. Đầu bếp không bao giờ thua luôn các bạn, ăn ớt quá giỏi. Chuyển mua luôn các bạn ơi. Anh Tư làm dữ nè, nghe thằng giảng à, anh Tư Hy là ăn dữ lắm nha bạn. Mũi tám nhanh lên, rồi đầu bếp chảy nước mắt rồi. Vô mũi tám tăng độ cay lên quá rồi bạn ơi. Rồi nhưng mà mình sẽ chiến đấu, chiến đấu với anh em nha các bạn. Rồi mở bạn vô, vô vui comment ơi, nhảy cùng tao cho vui. Muốn chín, anh Tư muốn chín. Được chín. Ăn ba chục muỗng. Các bạn ơi, rồi rồi, các quá nha. Rồi, biết ai thua rồi các bạn ơi. Được chín. Chưa, chưa đầu hàng mà. Được chín, vô liền. Không biết thua. Comment trở ra. Cái nước mắt ơi. Không được rồi. Chơi các bạn. Vui luôn các bạn. À. Anh em mình này chơi hết mình nữa các bạn ơi. Mình luôn đó nghe, rồi các bạn. Bạn mình... nhớ ủng hộ mình nữa các bạn. Đúng rồi, ghê lại rồi các bạn ơi. Mũi chín hả? Ừ. Tôi tái lùng bùng luôn rồi trời. Trời sắp chuyển mưa luôn rồi, gán ăn cho hết đi. Mũi thứ mười. Ê, mũi chín chưa rồi. Nhanh lên. Một, một. Nhanh lên. Chảy một hồi chán rồi các bạn ơi. Vừa ngon mà vừa có trò chơi ai thua đi kiểu dưỡng nữa các bạn ơi. Rất là, rất là vui các bạn ơi. Các bạn nhớ cho mình một like các bạn. Đâu ơi? Ghen ghen không? Đâu ơi? Bấm chuông, ren ren các bạn. Dạ rồi. Đâu ơi? Vậy. Đâu ơi? Quá giả này rồi. Rồi rồi rồi, các bạn thua, bắt thua. Các bạn ghen, các bạn. Các bạn thua các bạn ơi. Mình chơi là không có ăn chăng, các bạn thua. Các bạn đổ nè. Ừ, đổ các bạn ăn hết nổi rồi.
Camen thua. Không đúng, cũng tội nghiệp Camen lắm các bạn. Bắt khóc luôn các bạn. Có gãy nước mắt luôn. Cố gắng các bạn. Trời, tôi khóc tội nghiệp Camen thánh thằng ơi. Camen leo cây. Đúng rồi, leo cây hai trắng đây các bạn. Cũng có anh Tư Camen mình mới có clip này quay cho các bạn coi hôm nay các bạn. Bạn coi nhớ thấy gì mình dưới Camen này rất là cực khổ leo cây lúc nhà luôn đó. Anh Tư là cực khổ nhất các bạn. Rồi. Rồi mình sẽ nghỉ trong ít phút rồi mình sẽ quay đi dưỡng các bạn coi các bạn. Rồi. Các bạn đợi mình các bạn. Đợi chút xíu. Các bạn nhớ đón xem nha. Hai người thua cuộc các bạn ơi. Chuẩn bị đi dưỡng nha bạn. Mình tí thứ ba đi nha. Hai người thua cuộc đây, comment với thanh niên tường các bạn. Rồi chuẩn bị. 1 2 3. Trời ơi. Nét vô. Ơi. Quay các bạn ơi. Quá tay. Quá hay rồi. Im. Rồi tiếp. Còn tới đằng này nữa mà. Im. Đi. Còn ơi, còn thúc nữa. Rồi, im rồi, được nhiêu các bạn ơi. Tới cao được rồi. Rồi, quá im các bạn ơi. Quá im. Bạn thêm hay nhớ like các bạn. Nãy giờ hai thanh niên kia nó nhảy vượng xong rồi các bạn. Rồi mấy anh em mình cũng quá trời mệt các bạn ơi. Rồi mấy anh em mình cũng xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Bạn xem hay nhớ cho mình một like. Bấm chuông. Reng. Bye. Bye.